Ứng viên Phó Tổng thống Đảng Cộng hòa Mỹ ông J.D. Vance đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống đương nhiệm Joe Biden từ chức, cho rằng việc nhiều người kêu gọi ông Biden ngừng tranh cử cho thấy ông không đủ khả năng đảm nhiệm công việc hiện tại. Lời kêu gọi của ứng viên Phó Tổng thống Đảng Cộng hòa được đưa ra trong bối cảnh 35 nghị sĩ dân chủ, gồm 4 thượng nghị sĩ và 31 hạ nghị sĩ, tương đương hơn 1/8 số nghị sĩ của đảng này tại Quốc hội, đã công khai kêu gọi Tổng thống Biden ngừng chiến dịch tranh cử. Do lo ngại ông không thể đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ dân chủ cũng ra tuyên bố này, bày tỏ ủng hộ Tổng thống tiếp tục tranh cử và kêu gọi đảng này đoàn kết.